Vâng, thì ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em lại đến cái vườn ong đây. Em quay mặt đây các bác. Thì này, cái vườn ong đây quay mặt này. Đấy, các bác thấy này. Đấy, bám như thế này thì mặt nó phải có rồi, nhưng mà năm nay là một trong những cái năm là như thế này lao cỏ được. Úi giời, làm để mèo lung tung. Bốn cầu anh? Bốn cầu. Đó, bịt nắp. Cũng phải đội mũ vào, chơi nhiều. Mình lấy luôn cái tổ này thôi. Đua được với bọn chúng đâu? Đua bọn chúng là rất thiệt. Quá. Cái này đến không giống như ong rừng là mình lấy được cái tận non đúng không? Vâng. Này, vòng mặt bây giờ bé không như mọi năm. Ăn nhiều phấn nên nó đẻ nhiều. Đủ sáu cỏ u thì phấn không các bác, chỉ có thấy phấn không vậy. Phấn này thì ông đẻ tốt, làm cái cầu phấn thì phải để thôi. Ở chỗ này nó có chú để ý cái mũ chuối cho anh cái nhá.
không còn mối chúa đâu, săn đàn. Tất nhiên là có tổ có, tổ không. Lấy 6 luôn nè. Lấy 6 luôn, còn mối kia là 3. Đây cái cổng ngoài này. Cổng ngoài này chỉ cần cắt sơ sơ là được. Cái cầu này là cầu ngoài, còn này là mặt chưa giả lắm. Ông ở để cho ông cái này. Cái này ông mở cái rượu này. Không biết ông bảo lấy cho thằng cháu. Cái gì á? Ừ, cái đây này. Cái này thì... cái bát. Ông bỏ vô rượu. Ông muốn uống luôn bỏ rượu. Anh mới mua, anh mới bán. Anh bán rượu cho anh. Đấy, quay cậu quay tịch tiến. Đấy, cứ nhẹ nhẹ xong rồi vừa vừa tay, quay đều tay. Đều tay tịch tiến. Đấy. Mạnh thêm một tí nữa là giữ. Đấy, vậy là bắt đầu giữ đều tay. Là ok. Nữa đi. Vậy chưa đủ đâu. Chưa đủ đâu, chưa hết đâu mà chúng mở ra coi anh nói đúng không? Chứ những cái cầu mà... Hết rồi. Hết rồi à? Hết mà, đó. Quay là nghe nhẹ luôn. Ông cắt. Đây này, những cái này cậu là phải cắt đi này. Đây là cái ông đực. Cắt đi. Đừng để cái này. Để cái này làm chi. Còn cái cầu nào không có ông đực thì mới không phải cắt. Nhưng còn có ông đực là chú cứ phải cắt đi cho. Không cắt là nó nhanh mọc một tướng lắm. Đây đây có cái gì luôn hết đây này. Vâng, đấy còn nó. Đấy, ăn được mà. Ừ, nó không quấn gì. Không còn. Tủ đây là tủ mốc. Mấy tạng thanh được con đấy. À, tủ đấy, tủ 5 cầu và tủ 4 cầu. Đây, đây, tủ này nó hơi hổ đi. Như những cái tổ cỏ này là phải chỉ khói sơ sơ đây này các bác này. Nếu như mà không chỉ khói sơ sơ là nó phải hỗn các bác. Không có khói là nó chủ yếu là không quạ các bác. Nên là mình phải chỉ thì nó đỡ đi. Chứ không là nó rất hỗn các bác nhé. Nên đấy là cái mẹo mà để cho những cái tổ nó quá hỗn thì nó hiền. Thế như tổ này đông quân thì nên bỏ thêm cầu vào này các bác, có nghĩa là lao luôn một cầu vào trong các bác, tại vì nó hết nguồn rồi các bác, nên lao vào trong nhá. Cái cách mà chứ còn nếu như mà nó còn nguồn thì lại không nên lao vào trong các bác. Đây, như những cái này thì bẹo nó đi các bác, bẹo nó đi nhá. Vậy là xong một ra tổ đây em lấy luôn. Này các bác, thì ra tổ đây em lấy luôn cái tổ này, quay luôn cái tổ này. Lấy tổ này xong đây nè.
này quân rất đông các bác. Nở các bác. Tối nay đợt sau thì đi lắp mặt được. Đây, quần ơi các bác ạ. Như cái tổ này thì nếu như có lao thì lao chờ thì các bác nhé. Vâng, các bác mà thấy cái video của em mà hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.